Trong trận đấu siêu cúp Tây Ban Nha, do đã quá hiểu nhau nên cả Real và Atletico không mất thời gian để thăm dò mà họ nhập cuộc ngay. Đến phút thứ 6, Mario Hermoso đã mở tỷ số cho Atletico, nhưng Real cũng nhanh chóng có bàn gỡ hòa ở phút 20 nhờ công của Rüdiger. Sau đó 9 phút, Ferland Mendy đưa Real Madrid vươn lên dẫn trước 2-1. Phút 37, Antoine Griezmann ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Atletico. Sang hiệp 2, Atletico lại là đội vươn lên dẫn trước. Rüdiger lóng ngóng đốt lưới nhà. Tuy nhiên, lợi thế của Atletico không duy trì được lâu. Phút 85, Carvajal ghi bàn gỡ hòa 3-3. Kết quả này được duy trì cho đến hết thời gian thi đấu chính thức và bù giờ, nên hai đội buộc phải bước vào hai hiệp phụ. Real Madrid đã cho thấy bản lĩnh của mình khi ghi được hai bàn trong quãng thời gian này, nhờ tình huống đốt lưới nhà của Savic và bàn thắng của Brahim Diaz. Giành chiến thắng 5-3, Real Madrid giành quyền vào chung kết siêu cúp Tây Ban Nha và chờ đợi đối thủ là đội thắng trong cặp đấu giữa Barcelona và Osasuna diễn ra vào rạng sáng mai. Tại lượt đi Carabao Cup, với lợi thế sân nhà, Liverpool là đội nhập cuộc tốt hơn với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, bất ngờ Fulham là người có bàn thắng vượt lên. Andreas Pereira chuyền bóng như đặt cho Willian để cầu thủ người Brazil dứt điểm ở cự ly gần mở tỷ số. Nhận màn thua sớm, Liverpool chủ động dồn lên. Tuy nhiên, với sự chắc chắn của đội khách khiến cho Liverpool dù rất nỗ lực nhưng đành chấp nhận bị dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ. Sang hiệp 2, sức ép đến từ Liverpool ngày càng lớn hơn, mọi thứ càng khó khăn. Thì bất ngờ vào phút 68, Liverpool cuối cùng cũng tìm được bàn lưới của Fulham. Darwin Núñez kiến tạo cho Curtis Jones tung cú sút xa gỡ hòa. Chỉ 3 phút sau, Núñez hoàn tất cú đúp kiến tạo với đường căng ngang cho Cody Gakpo để bóng cận thành. Chiến thắng cách biệt tối thiểu 2-1 được giữ cho đến hết trận. Kết quả này giúp đội bóng thành phố cảng có được lợi thế lớn trước khi bước vào trận bán kết lượt về vào ngày 25 tháng 1. Ở những trận đấu còn lại, Lazio có được chiến thắng 1-0 trước Roma, AC Milan đã thua 1-2 trước Atalanta. Trong một động thái mới nhất, Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá IFFHS đã chính thức công nhận Kylian Mbappe là vua phá lưới thập kỷ thứ 3 của thế kỷ 21 tính từ năm 2020 đến thời điểm hiện tại. Với 159 bàn thắng, Mbappe vượt qua những cái tên như Ronaldo, Messi, Haaland để cùng có vị thế là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là bộ đôi Ronaldo và Messi thậm chí còn không nằm trong top 3. Theo đó, danh sách do IFFHS công bố đặt Mbappe ở vị trí dẫn đầu, tiếp theo là Haaland khi dẫn số người Na Uy có 145 bàn và Lewandowski đứng thứ 3 với 139 bàn. Trong khi đó, Ronaldo đứng ở vị trí thứ 6 với 117 bàn, còn Messi chiếm vị trí thứ 8 với 106 bàn. Danh sách của IFFHS nêu bật thế hệ của những tay săn bàn mới, với Mbappe và Haaland xếp trên các sát thủ kỳ cựu như Ronaldo và Messi. Sự thay đổi này đã bắt đầu đánh dấu bước chuyển mình của bóng đá thế giới. Trong cuộc phỏng vấn với Arms Sport, chủ tịch Al Khelaifi đã nhấn mạnh lý do tại sao Messi ở PSG không bao giờ đạt đến đỉnh cao như thời chơi cho Barcelona. Nói chuyện với cựu tiền vệ Jerome Rothen, Al Khelaifi giải thích: "Tôi sẽ nói một điều về Messi. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thật không dễ để cậu ấy có thể thích nghi sau một vài năm. Hãy nhìn vào Barcelona, một thứ ở đó đều dành cho Messi, từ cầu thủ, huấn luyện viên, ban lãnh đạo. Ở đây khác, chúng tôi không thể ưu tiên cho một cầu thủ mới, bởi chúng tôi vẫn còn nói Mbappe và Neymar." Có thể thấy rằng tầm ảnh hưởng của Messi khi chuyển đến PSG là không lớn như tại Barcelona. Điều này dẫn tới việc không phải lúc nào Messi cũng được chơi bóng theo ý muốn. Bên cạnh đó, các cầu thủ viên tại Pháp có vẻ như đã kỳ vọng quá nhiều với chủ nhân của 8 quả bóng vàng. Khi không đáp ứng được kỳ vọng, áp lực sẽ lớn hơn. Trong hai mùa giải tại Pháp, Messi hai lần vô địch Lyon. Có cảm giác rằng Messi chưa bao giờ thể hiện được phong độ tốt nhất của mình tại PSG. Theo thông tin mới nhất từ Fabrizio Romano, Man United và Dortmund đã chốt xong thỏa thuận về thương vụ mượn Jadon Sancho. Theo đó, cầu thủ người Anh sẽ trở lại Dortmund thời gian chơi mượn đến cuối mùa. Cũng theo Romano, Dortmund sẽ phải chi 4 triệu euro để có sự phục vụ của Sancho. Số tiền này bao gồm phí mượn và một phần lương của tiền vệ 23 tuổi. Trong hợp đồng của Sancho, Man United không cài điều khoản Dortmund tùy chọn mua đứt. Quỷ đỏ sẽ đánh giá lại tình hình của Sancho khi hợp đồng chơi mượn hết hạn, rồi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Trước khi được đội bóng chủ quản cho ra đi, Sancho đã bị treo giò nội bộ từ tháng 9. Sancho
gia nhập Man United từ Dortmund vào mùa hè 2021 với giá 85 triệu euro. Trước khi đến Man United, Sancho đã chơi rất hay tại Dortmund khi ghi 53 bàn và có 64 kiến tạo sau 137 trận đấu. Cầu thủ người Anh hy vọng sẽ tìm ra được phong độ tốt nhất trong giai đoạn lượt về cùng với Dortmund để có một suất tham dự Euro 2021. Anthony Martial hiện tại chỉ còn ràng buộc với Man United đến hết mùa này. Kể từ ngày 1 tháng 1, anh đã có thể tự do đàm phán với bất kỳ câu lạc bộ nào khác. Bản thân Man United cho biết họ chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào dành cho Martial trong kỳ chủ nhiệm mùa đông này. Tháng trước, The Athletic đưa tin Man United sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Martial. Cách đây một tuần, Erik ten Hag cho biết Man United đã bắt đầu nói chuyện với Martial về tương lai của anh. Dù vậy, Quy Đỏ khẳng định những cuộc đàm phán như vậy sẽ không dẫn đến việc gia hạn hợp đồng. Sau hơn 8 năm khoác áo đội chủ sân Old Trafford, Martial chưa bao giờ bứt phá từ chỗ tiềm năng để trở thành một ngôi sao hàng đầu. Kể từ sau mùa 2019-2020, Martial không bao giờ ghi quá nổi 10 bàn một mùa. Mùa này, Martial không được Ten Hag trọng dụng khi mới chỉ có 5 lần đá chính trên mọi đấu trường. Sau khi ký hợp đồng với những cầu thủ như Aubameyang, Jackson và Ankunku, Chelsea vẫn đang đau đầu tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp để gánh vác trọng trách ghi bàn. Mới đây theo nhà báo Dean Jones của tờ Sportlands, Lautaro Martinez đang là mục tiêu số 1 của câu lạc bộ phía Tây London. Jones cũng tiết lộ Martinez khá hào hứng với viễn cảnh chuyển đến chơi bóng tại Anh. Theo Jones, mức giá từ 80 đến 100 triệu bảng là đủ để thuyết phục Inter. Lautaro Martinez trước đây được liên hệ với Arsenal và Tottenham Hotspur, nhưng các thương vụ này đều không thành công. Trong kỳ chủ nhiệm mùa hè, Chelsea đã từng nhắm đến Victor Osimhen. Tuy nhiên, tiền đạo người Nigeria hiện đã gia hạn hợp đồng với Napoli. Lautaro Martinez hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Serie A mùa này với 16 bàn thắng sau 17 trận đấu. Ngoài ra, anh còn có đóng góp 4 đường kiến tạo. Tiền đạo người Argentina là một tiền đạo khá toàn diện khi vừa có thể ghi bàn, vừa có khả năng kiến tạo rất đáng nể. Martinez hứa hẹn sẽ là sự bổ sung cực kỳ chất lượng cho hàng công phung phí quá nhiều cơ hội của Chelsea.